Xin chào, hôm nay Nội thất Ý Anh xin giới thiệu tới gia đình mình một chiếc tủ đựng giày dép 3 cánh với chiều cao là 1m, ngang là 93 và sâu là 34. Và đây là thiết kế của thì với thiết kế 5 tầng để chính như thế này thì gia đình mình có thể để được khoảng từ là 20 đến 25 đôi giày dép tùy vào kích thước lớn hoặc là nhỏ. Mặt sau của chiếc tủ được làm từ tấm alu, một hộp kim nhôm mọt và không thấm nước. Ở bên này sẽ là 4 ngăn phụ. Thì với 4 ngăn phụ ở bên này thì gia đình mình có thể để những nón bảo hiểm nè, hoặc là những cái giấy tờ tài liệu gì đó mình ít dùng tới, hoặc là những chiếc áo mưa thì mình có thể để vào bên trong này. Và đây sẽ là ngăn kéo phụ. Thì với ngăn kéo phụ như thế này thì gia đình mình có thể để móc khóa, chìa khóa hoặc là một số giấy tờ, hóa đơn, tiền điện thì mình có thể để vào bên trong này. Mình có thể tận dụng mặt trên của chiếc tủ, mình có thể trang trí những chiếc bình hoa, lọ hoa là những cái chiếc túi sách khi mình đi làm về thì mình có thể để vào bên trên này. Chiếc tủ đơn giản như thế này thôi nhưng mà nó mang lại cho mình những cái tiện ích rất là nhiều, bởi vì là nó sẽ bảo vệ những cái đôi giày dép của mình không bị bụi bẩn nè, không có cho các cái thú cưng nhà mình nó cắn phá, nó sẽ tăng cái tuổi thọ của giày lên cho mình rất là nhiều. Thì hiện tại bên Nội thất Ý Anh giá của chiếc tủ này là 1.750.000. Với chiếc tủ như thế này thì có thể là gia đình mình cảm thấy chưa đủ thì ở bên em sẽ có một cái thiết kế lớn hơn dành cho gia đình mình. Với chiếc tủ này thì chiều cao của nó sẽ là 1m2, ngang là 1m và sâu là 34, cùng với thiết kế 5 tầng như thế, cùng với thiết kế những cái ngăn tầng để chính như thế này. Thì gia đình mình có thể để được khoảng từ là 30 đôi giày dép tùy vào kích thước lớn và nhỏ. Giá của chiếc tủ bên Nội thất Ý Anh hiện tại là 2.250.000. Để liên hệ đặt hàng, gia đình mình hãy liên hệ cho bên em theo số hotline 0933 809 566 hoặc mình có thể xem hàng tại địa chỉ 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Xin cảm ơn.